Trong chăn nuôi, chuồng trại được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, với thói quen tận dụng lại, nhiều nông hộ làm chuồng nuôi gà đang mắc phải những sai lầm trong việc làm chuồng trại, khiến công tác chăn nuôi không hiệu quả, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy đâu là những sai lầm trong quá trình làm chuồng trại chăn nuôi gà của các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ? Câu trả lời sẽ có trong Làm Nông Đúng Cách ngày hôm nay với sự hướng dẫn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, một chuyên gia quen thuộc của kênh VTC16. Bà Phạm Thị Mỹ ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa hiện đang nuôi 250 con gà thịt. Đàn gà này đang được 45 ngày tuổi và được nuôi trong khu chuồng khoảng 15m². Bà Mỹ đang muốn cải tạo khu chuồng này để nuôi lên 300 đến 400 con gà thương phẩm. Trước hết là phía ô bên này thì chị đang làm cái gì đấy? Được chứ là nuôi lợn đấy. Nuôi lợn hiện nay đang có chuồng lợn đấy gì? Đang không. Đang rồi, không có lợn gì? Đang thả ra ngoài đây này. Thế như vậy tức là gà của mình là chỉ có mỗi cái ô này thôi. Vâng. Đấy. Cái chuồng nếu mà chị làm thấp cái này nó có mấy cái bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất là không có ánh sáng. Không có ánh sáng và nó giống như mình là không có ánh sáng là bị còn xương. Đúng không? Không có ánh sáng. Mắc dịch bệnh gì chuồng nó ẩm như này. Đấy cho nên là mình phải có ánh sáng vào để nó giải quyết là nó đủ cái ánh sáng để con gà nó đỡ còn xương. Thứ hai là chuồng nó khô, nó diệt được cái mầm bệnh là mầm bệnh nó không có nữa. Đấy. Và cái thứ ba nữa tức là thoát được khí độc ra bên ngoài. Nhưng vào trong chuồng này nó không hôi. Thế còn các cái dụng cụ đây này sau này phải thay hết, không cho ăn bằng những cái chậu nhôm nữa đâu, bẩn. Phải cho ăn bằng cái máng. Máng uống vậy là mình mua cái máng treo nó có chảy, tự chảy ra. Cái lỗi lớn nhất ở đây vẫn là cái chấp quá. Đấy, cái tận dụng và cái áp dụng. Một là cái chấp vá, hai là cái tận dụng, ba là cái áp dụng. Cái chấp vá là cái coi như không dám sửa chữa. Ba là tận dụng là coi như là từ chủ cùn dưới rách là các cụ cũng tiếc, cũng muốn đưa vào. Và cái thứ ba là cái áp dụng không nên đến chốn. Đấy là những cái mà gọi là không nên. Trong chăn nuôi, chuồng trại được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất. Chuồng trại phải có diện tích rộng rãi, đáp ứng nhu cầu chạy nhảy và tìm kiếm thức ăn của đàn gà. Mật độ nuôi trong chuồng đối với gà thịt 8 con trên 1m², với gà đẻ là khoảng 6 con 1m². Theo chuyên gia, thói quen tận dụng lại từ những thứ sẵn có là thói quen thường thấy của bà con nông dân. Tuy nhiên, tận dụng sao cho hợp lý lại không phải là điều ai cũng biết. Do đó, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã đưa ra cho bà Mỹ một giải pháp để cải tiến khu chăn nuôi sẵn có của gia đình mình. Cái chỗ này là chị phải xây cho nó thật là chắc. Bức tường này, bức tường kia chị đập đi cho em. Thông giữa cái ô này với cái ô bên chuồng lợn kia là làm một thôi. Con lợn không nuôi đây nữa, chỗ này nó chỉ là một chuồng gà thôi. Thế thì nó sẽ mở được cái diện tích là chiều ngang của chỗ này nó sẽ được 5m. Và chiều dài từ trong cái ra đến đây nó phải được khoảng 10m là được 50m. 50m là được khoảng 400-500 con đấy. Thế còn về cái nền thì thôi thì mình cứ lợi dụng cái nền này. Cái phía nền bên kia mà nếu nó cao bằng này thì để nguyên, còn nếu nó thấp mà nó là xi măng thì thôi cứ để nguyên thế. Thế nhưng mà khi mà chị nâng cái mái này cao lên thì cái phía đằng trước kia này, cái phía đằng trước của cái tường kia này, chị phải đập bỏ hết và chị căng cho em cái lưới B40 phía đằng trước để cho nó thoáng. Thế thì còn về cái sân nuôi gà thì cứ sử dụng cái sân này đã, không cần phải kéo dài sân này ra. Vâng, nhưng mà phải láng. Không cần phải láng. Chị giúp em nhặt toàn bộ những cái sỏi vứt ra ngoài, đừng để cho nó lồ gồ này, vì nếu lồ gồ này là sau này đến lúc mà con gà nó đi lên nó sẽ khó. Thứ hai nữa tức là nó ỉa phân xuống và cái phân đấy nó không triệt tiêu được, cho nên là mình cố gắng mình nhặt. Thì mình ném gọn nó vào hai bên chân tường để làm sao qua những cái phía mặt sân của chị nó phẳng phiu một tí. Đấy. Thế còn dưới trên này là nó có hai cái cây xà cừ đấy rồi, cây xoan thì vẫn cứ để nguyên nhá. Đấy, chị chỉ có còn cái cây chỗ này chị cứ để nguyên vậy. Thế là con gà nó ra đây, thế là nó hoạt động ở phía ngoài này, nó vừa ăn, thế còn máng ăn máng uống, mà trời nắng như hôm nay thì chị cứ để máng ăn máng uống cho phía ngoài này, trong chuồng không phải để gì cả. Với cách làm mà chuyên gia hướng dẫn, bà Mỹ sẽ chỉ mất thêm khoảng từ 10 đến 12 triệu đồng để cải tạo lại khu chuồng trại, vừa tận dụng lại khu chuồng vốn có, vừa tạo ra một khu chăn thả mới. Có thể thấy, việc tận dụng trong chăn nuôi một cách phù hợp là một giải pháp giúp bà con tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hy vọng trên đây sẽ là một kinh nghiệm hữu ích để giúp những bà con nông dân có ý định tận dụng hoặc sửa sang lại khu chăn nuôi của gia đình mình.